Đến 12 giờ ngày 26 tháng 7, Công an huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ 5 công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước đô thị thành phố Hồ Chí Minh bị ngạt khí, thương vong dưới cống thoát nước trên địa bàn. Nạn nhân tử vong được xác định là anh KL, tên viết tắt 38 tuổi. 4 người bị thương gồm VHBA 36 tuổi, DBC 33 tuổi, TTB 43 tuổi và NKM 22 tuổi được đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Sáng cùng ngày, nhóm công nhân này nạo vét cống thoát nước trên tuyến đường Trần Văn Giàu, đoạn qua xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh. Trong lúc làm việc, anh L bị mắc kẹt dưới cống nên các công nhân khác đã xuống ứng cứu nhưng bị ngạt khí ngất xỉu. Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an huyện Bình Chánh điều động phương tiện và các cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với người dân đưa các nạn nhân lên mặt đất sơ cứu, nhưng anh L đã tử vong.